Trần Gia Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phát hình và phát thanh từ Nam California trên Facebook và YouTube 5 giờ 30 giờ California, tức là 7 giờ 30 giờ Houston, Texas. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái channel này của Phong, lắng nghe những bài phân tích, nói chuyện của Phong ở trên cái YouTube và Facebook. Và trong cái đề tài đầu tiên thì Phong đã nhắc lại toàn bộ sự kiện diễn biến ngày hôm nay trong cái phiên tòa mà xét xử bà Meng Wanzhou là tổng giám đốc tài chính của công ty Huawei, liệu có cho bà được tại ngoại hầu tra hay không. Và cuối cùng bà ta đã được tại ngoại hầu tra với số tiền thế chân lên tới 10 triệu đồng Canada, tức là 7.5 triệu Mỹ Kim. Trong đó thì có 7 triệu đồng Canada là tiền mặt gia đình của bà phải nộp, còn 3 triệu còn lại đó là sự thế chấp tài sản của một số bạn bè thân hữu của bà ta tại Canada ở cộng đồng Vancouver. Và đó là, và bên cạnh đó thì Phong cũng đã phân tích cho các bạn thấy sự trả đũa của Trung Quốc đối với chính quyền Canada. Sau khi mà phía Canada bắt giữ bà này thì ngày hôm nay phía Trung Quốc đã bắt giữ một nhà ngoại cựu ngoại giao của Canada. Ông ta là cựu ngoại giao thôi. Lúc trước ông ta làm cho tổng lãnh sự quán của tòa đại sứ Canada ở Bắc Kinh trong 2 năm. Và sau đó thì ông ta nghỉ việc và bây giờ thì ông ta làm cho một công ty của Bỉ có cái tên là International Crisis Group, gọi tắt là ICG. Và chưa biết là lý do Trung Quốc bắt giữ ông này là vì lý do gì. Nhưng mà phía một cựu đại sứ của Canada cho biết việc bắt giữ này là hành động trả đũa của Trung Quốc, tương tự như năm 2014. Họ đã làm một lần khi mà Canada bắt giữ một nhân vật công dân Trung Quốc có tên là Su Bin vì tội làm gián điệp, và ông này đã bị kết án 46 tháng tù tại Hoa Kỳ. Thì ngay sau khi mà Canada bắt giữ ông Su Bin thì có hai vợ chồng người Canada sinh sống tại Trung Quốc gần 30 năm đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ và ghép tội là làm gián điệp và ăn cắp bí mật quân sự của Trung Quốc. Và cuối cùng thì cô vợ đã được trả ra vào năm 2015 và còn ông chồng thì đến mãi tháng 9 năm 2016 mới được trả tự do và không hề có một cái bản án truy tố nào. Thì cái này là cái hành động trả đũa của Trung Quốc đối với lại Canada, thì cho thấy cái tinh thần hẹp hòi của Trung Quốc trong cái vấn đề xử lý các vấn đề quốc tế. Họ luôn tỏ thái độ rất hẹp hòi và vì lý do này họ không thể trở thành một quốc gia đứng số 1 trên thế giới được, mà vĩnh viễn họ chỉ là quốc gia đứng hàng thứ ở dưới thôi. Tại vì cái tinh thần hẹp hòi này của họ vẫn không làm cho họ khá lên nổi. Ok, đó là cái đề tài thứ nhất. Và trong cái đề tài thứ hai ngày hôm nay, trong lúc mà đi kiếm những bản tin liên can tới cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, hoặc là thời sự trên Biển Đông cũng như là vùng eo biển Đài Loan, hồ sơ Bắc Hàn, thì một trong những tờ báo mà tập trung chủ lực vấn đề này, những vấn đề này nhiều nhất là tờ South China Morning Post, tức là tờ Bưu điện Hoa Nam, mà Phong vẫn thường giờ lấy tin của họ là bởi vì họ có những bản tin liên can tới những cái thời sự mà chúng ta quan tâm nhiều hơn so với những tờ báo khác, hay là so với những cơ quan truyền thông khác lâu lâu mới có những bản tin liên quan tới thời sự. Và các bạn, trong một cái bài phân tích ngày hôm nay ở trên tờ South China Morning Post, các bạn thấy được publish vào ngày 2, tức là ngày thứ tư, 12 tháng 12, tức là bên Á Châu bây giờ là ngày thứ tư, bên Mỹ vẫn là ngày thứ ba. Việt Nam sử dụng cái mối cái cuộc chiến mậu dịch của Hoa Kỳ và Trung Quốc để tái quân bình kinh tế và an ninh trong các mối quan hệ của họ. Và cái điểm chính là gì? Hà Nội đã bắt đầu đi trước giữa cái cuộc chiến đối lập giữa hai cái quyền lực cao nhất thế giới để có thể tạo thêm bạn mới trong khu vực. Đó là lời nhận định của tờ South China Morning Post. Người viết bài này có tên là Keegan Elmer. Và đây, ở trong đây cho thấy là cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã là một cái sự chuyển tiếp cho các mối quan hệ của Việt Nam và đối với lại người bạn láng giềng lớn ở phía Bắc, và cho thấy rằng cái quốc gia ở vùng Đông Nam Á này có thể sẽ tái xét lại và tái quân bình lại nền kinh tế của họ cũng như là các mối quan hệ an ninh. Việt Nam được xem là đồng minh của Trung Quốc, và vì hai bên đều có một cái đảng cộng sản cai trị, chung một cái đảng cộng sản cai trị, và được xem là Trung Quốc được xem là một đối tác mậu dịch lớn nhất của Việt Nam. Cái này họ khẳng định là Big Gas Trading Partner, là tức là Trung Quốc là đối tác mậu dịch lớn nhất của Việt Nam. Và trong các mối quan hệ của hai quốc gia
Thì cái public reaction, tức là cái phản ứng công cộng đó, để mà dự tính là sẽ triển, trước đây đó là phía public reaction của Việt Nam dự tính là sẽ có ba cái đặc khu, ok, three special economic zone in Việt Nam đó. Và cái việc này đã đem tới việc hàng 10.000 người đã biểu tình ở trên đường phố ngày hồi tháng 6 để chống lại cái gọi là những cái việc mà Trung Quốc đang tìm cách xâm lấn Việt Nam, ok. Và chính quyền Cộng sản Việt Nam đã nói rằng cái khu vực này gồm có một ba cái khu vực này gồm tổng cộng là 1.3 triệu hecta, bao gồm luôn cả 100 km từ phía bắc của biên giới với Trung Quốc sẽ mở cho tất cả các nhà đầu tư ngoại quốc. Nhưng mà trên thực tế thì tất cả cho biết là do phía Trung Quốc đã đầu tư vào các cái dự án lãnh thổ này, và một số công dân đã có cái dự tính là chỉ có Trung Quốc là cái quốc gia duy nhất là có cái khả năng đầu tư vào ở trong khu vực này. Và trong đây thì cho thấy là cái quyết định này thì cuối cùng thì đã bị decision dời đến tháng 10, và bây giờ thì nó đã trở nên im lặng và nó sẽ bị trì hoãn có thể tới tháng 5 năm tới để quyết định coi cái dự luật đặc khu này có được thông qua hay không. Quyết định này cho thấy là dấu hiệu Việt Nam đã có sự báo động về sự gia tăng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, và vì đó mà Việt Nam đã bắt đầu bước những bước đi nhanh hơn chút xíu để tái quân bình các mối quan hệ của họ giữa cuộc chiến mậu dịch giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và trong đây các bạn thấy là cái lời phát biểu của một người được xem là giám đốc của cái trung tâm chiến lược nghiên cứu chiến lược quốc tế phát triển quốc tế, gọi tắt là CSSD. Người này có tên là Nguyễn Ngọc Trương hay Nguyễn Ngọc Trường, và ông này cho rằng là nếu mà Trung Quốc và Hoa Kỳ có quan hệ tốt thì nó lại không tốt cho Việt Nam, và nếu quan hệ của Trung Quốc và Hoa Kỳ tệ hại thì nó không tệ lắm cho Việt Nam. Đó là lời phát biểu của ông này. Khi mà hai cái quyền lực mạnh đó có cái mối quan hệ tốt thì nó sẽ là nguy hiểm cho những quốc gia nhỏ giống như Việt Nam. Ông này nhận định như vậy, ok. Và trong cái thời gian mà tốt đẹp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc dưới thời Obama thì Trung Quốc đã có những hành động gây tổn thương cho các cái khu vực đảo ở trên biển. Đó là lời của ông này, và cho rằng là dưới thời Obama thì Trung Quốc đã diều hâu hơn, và Bắc Kinh gọi South China Sea là Bắc Kinh thì gọi đây là South China Sea, tức là biển Nam Hải, trong khi Hà Nội thì gọi đó là biển biển Đông, các bạn, East Sea tức là biển Đông, còn Trung Bắc Kinh thì gọi đây là South China Sea, tức là biển Nam Hải. Và trong cái nhìn của Hà Nội thì cái cuộc conflict, tức là cái cuộc mà tranh chấp về chủ quyền với Bắc Kinh, nó đã lâu đời, và nó có thêm sự hiện diện của phía Washington. Và trong mậu dịch thì hầu hết capitalize, tức là nguồn vốn của Việt Nam đã fall out từ cái cuộc, tức là đã chảy ra từ cái cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và nó đã trở thành một cái nơi tới của nhiều công ty của Trung Quốc đang tìm cách trốn thuế trong cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ. Ở trong đây nó nhắc lại là có một cái công ty đặt ở ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh đó, là một trong những công ty này có tên là Han Sinh Business Service Center ở thành phố Hồ Chí Minh, tức là ở Sài Gòn, đã có rất là bận rộn trong thời gian qua khi mà các cái công xưởng sản xuất đồ phụ tùng xe hơi và một số những cái loại gọi là điện tử gia dụng đó các bạn đã relocate, tức là đã dời chỗ của họ từ Trung Quốc tới Việt Nam, và nó bắt đầu từ hồi cuối tháng 8 và nó rất là bận rộn. Đó là lời phát biểu của bà này. Và trên 100 công ty trong vòng 3 tháng qua, và ít nhất 2 tới 3 lần họ đã tìm cách để mà đi qua Việt Nam. Và mặc dù rằng là đã có cái cuộc ngưng chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hôm 1 tây tháng 12, nó làm chậm một chút xíu, nhưng bà này vẫn cho biết rằng là cái ceasefire, tức là cái cuộc ngưng chiến này, nó chỉ là tạm thời. Bởi vì Trung Quốc và Hoa Kỳ, cái cuộc chiến cái tranh chấp của họ sẽ không thể dừng lại. Và do đó thì đây là một trong những cái bài phân tích trên tờ South China Morning Post. Tôi sợ rằng đồ của đây là cái lời phát biểu của Bùi Ban Biên Ban gì đây nè. Tôi sợ rằng những đồ hàng mặt hàng của Trung Quốc sẽ đến Việt Nam, tức là Campuchia, rồi sẽ được dán nhãn là Make in Việt Nam, sau đó là sẽ gửi đến Hoa Kỳ. Đó không tốt cho Việt Nam.
Đó là lời phát biểu của Bùi Biên Bang gì đây, là giám đốc một giám đốc điều hành của CSSD. Và tuy nhiên thì để giải thích cái điều này thì là khó có thể Việt Nam có thể làm cái điều này, bởi vì trước đây vào tháng 5 thì Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng thuế thép đối với Việt Nam và nói rằng Trung Quốc đã sử dụng Việt Nam để tránh cái thuế thép của Hoa Kỳ đánh vào các mặt hàng thép của Trung Quốc. Thì cái đề này là các bạn đã biết rồi, và phía chính phủ Hoa Kỳ cũng đã moi ra, và cuộc chiến mậu dịch đã gia tăng để Việt Nam có thể giải quyết những cái nguy cơ tiềm ẩn của họ. Đó là cái bài viết này, và trong đây bài viết rất là dài các bạn, và trong cho thấy rằng là phía Việt Nam đang tìm kiếm những đối tác mới trong khu vực để tránh dần cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Và toàn bộ cái bài viết này các bạn có thể coi lại trên tờ South China Morning Post, thì nó khá dài. Và ở đây Phong chỉ dịch một khoảng đầu cho mọi người hiểu rõ cái gì đang xảy ra. Và rõ ràng là Việt Nam đang đóng vai trò lợi dụng cái cuộc chiến này để có thể trục lợi được nhiều nhất. Trục lợi là như thế nào? Thứ nhất là tìm cách chiêu dụ thêm công ty của Trung Quốc sang Việt Nam, mở công xưởng. Tuy nhiên, bài mà Phong phân tích hôm trước cho các bạn thấy là nhiều công ty của Trung Quốc đã có ý định qua Việt Nam mở công xưởng, tại vì họ được phía Việt Nam ưu đãi tất cả mọi thứ dành cho FDI, tức là đầu tư nước ngoài. Thì Trung Quốc mà qua Việt Nam đầu tư thì coi như là nguồn đầu tư nước ngoài, họ sẽ được ưu đãi giá thuê đất rất rẻ, rẻ hơn ổ bánh mì. Và thứ hai, họ sẽ được giảm thuế trong vòng bao nhiêu năm. Thì đó là những cái điều khoản mà họ được ưu đãi khi mà họ mở công xưởng tại Việt Nam. Tuy nhiên thì Trung Quốc, những công xưởng của này của Trung Quốc luôn nêu lý do là do công nhân Việt Nam không đủ tay nghề, thiếu tay nghề vân vân. Và họ dùng lý do này để họ đưa công nhân từ Trung Quốc qua Việt Nam. Và trên thực tế nó đã xảy ra ở công ty Formosa, nó đã xảy ra ở một số những cái nơi mà khai thác bauxit của Việt Nam và một số những cái kỹ nghệ du lịch. Thì các bạn thấy là họ sử dụng người Trung Quốc không? Họ không sử dụng người Việt Nam. Vì vậy cái việc đầu tư tới thì người dân Việt Nam không có lợi gì cả, mà bây giờ phía chính quyền là những kẻ cai trị Việt Nam thì họ có lợi rất nhiều. Chính vì vậy họ tìm cách mời gọi các công xưởng của Trung Quốc, đặc biệt là khu vực Thâm Quyến, qua mở công xưởng, tìm cơ hội mở công xưởng tại Việt Nam. Thì các bạn thấy rõ ràng là phía những kẻ cai trị các bạn đang tìm cách trục lợi trong cái bối cảnh giữa hai cường quốc đang có cái sự tranh chấp gay gắt. Thì phía Cộng sản Việt Nam đã, thứ nhất là họ tìm cách trục lợi là kêu gọi một số đầu tư từ phía Trung Quốc qua Việt Nam mở công xưởng. Okay. Và cái thứ hai là bắt đầu là họ từ từ họ tránh dần cái ảnh hưởng của Trung Quốc vì họ bị dính vào cái bẫy nợ quá nặng. Do đó bây giờ họ không thể phản kháng với Trung Quốc mà chỉ tránh dần cái ảnh hưởng thôi. Tại vì họ dính cái bẫy nợ, bây giờ hầu hết tất cả các dự án tại Việt Nam đều mang nợ của Trung Quốc. Không nhiều thì ít, không là nợ của ngân hàng của Trung Quốc, nợ của nhà thầu Trung Quốc, vân vân và vân vân. Thì tất cả những dự án này đều mang nợ hết và Việt Nam đã dính vào cái bẫy nợ của Trung Quốc. Cái này là các bạn thấy là chúng ta không. Và trong đây có nhắc lại cái vụ mà đặc khu, ba cái đặc khu mà bây giờ có thể sẽ dời tới tháng 5 năm tới trong cái cuộc kỳ họp Quốc hội của Cộng sản Việt Nam. Và cho thấy rằng là phía Việt Nam vẫn chưa muốn bỏ ý định lập đặc khu. Mặc dù là trên nguyên tắc họ nói là mời gọi tất cả đầu tư nước ngoài, nhưng mà những khu vực đó nước ngoài không đầu tư, mà chỉ có Trung Quốc đầu tư. Đặc biệt là cái khu vực ở Quảng Ninh, Vân Đồn, thì các bạn thấy toàn bộ khu vực đó là hầu hết là Trung Quốc kiểm soát rồi. Thì điều này cho các bạn thấy, bây giờ Việt Nam nói là tìm cách tránh ảnh hưởng và tái quân bình quan hệ kinh tế lẫn an ninh của họ. Thì trên nguyên tắc nói là như vậy, nhưng mà trên thực tế thì phía Việt Nam không làm gì được nhiều. Và người dân Việt Nam không có lợi nhiều khi mà Trung Quốc đầu tư vào. Kẻ được lợi là những kẻ cai trị mà thôi. Tại vì họ được những cái tiền quê hồng, những cái tiền lại quả, và họ tạo được cái gọi là thành tích trong cái kỷ lục của họ. Trong nhiệm kỳ của tôi đã mời gọi được đầu tư nước ngoài. Họ đâu nói đầu tư Trung Quốc đâu. Là mấy tỷ Mỹ Kim đầu tư vào trong cái khu vực này. Đó là công trạng của tôi. Đó là cái kiểu tạo thành tích. Thì những quan chức đó sử dụng những cái này để tạo thành tích cho mình. Và được chia quê hồng, chia hưởng lợi rất là nhiều thứ. Nhưng mà người dân Việt Nam thì không được hưởng gì hết. Giống như Phong nói là rõ ràng là đã có nhiều quốc gia
vướng cái bẫy này của Trung Quốc. Đầu tiên là Trung Quốc đầu tư thì nghĩ rằng là ồ, họ đầu tư thì họ trả tiền thuế hàng năm cho mình, rồi họ mướn nhân công làm việc thì coi như là tạo thêm việc làm cho người dân trong đất nước của mình, vân vân. Nhưng mà trên thực tế thì á, Trung Quốc đâu phải là họ tới đó là họ đóng thuế đâu. Họ tìm cách lách, ít nhất là giờ tôi đầu tư vô nước anh thì anh phải cho tôi miễn thuế 5 năm, 7 năm, 10 năm. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tôi ký cái list 99 năm lận. Cho nên là cái giá list của anh nó đâu thể nào mà nó bằng giống như là tôi đi mướn một cái chỗ khác. Tức là tôi ký mướn á, tôi ký 99 năm thì bây giờ cái giá mà 99 năm nó kéo xuống còn có bằng ổ bánh mì 1 mét vuông thôi. Giá trị của những miếng đất đó đó nó bị kéo xuống. Tại vì các bạn nếu mà các bạn từng đi thuê mướn mặt bằng để làm ăn thì các bạn biết, các bạn thuê chỗ nhỏ thì giá nó mắc. Chỗ lớn hơn thì cái giá nó rẻ hơn chút. Và chỗ càng lớn hơn thì nó càng rẻ hơn một chút. Ví dụ như tôi nói, ví dụ như ở bên Mỹ đi, các bạn mướn 1.000 square feet ngay trên đường Bonsa đi thì các bạn sẽ phải trả 3 đồng một square feet đi, là một tháng các bạn phải trả 3.000 đồng. Nhưng mà nếu các bạn mướn 3.000 square feet thì cái giá nó chỉ còn có 2 đồng rưỡi thôi. Tức là rẻ hơn 50 cent nhưng mà các bạn phải trả trên 3.000 square feet. Rồi bây giờ nếu như các bạn mướn 5.000 square feet đi thì cái giá nhiều khi nó xuống còn có 2 đồng. Thì mướn càng nhiều, càng lớn thì cái giá càng rẻ. Và cái thứ hai, ví dụ các bạn ký cái list 3 năm thì giá là 1.000 square feet thì 3 đồng một square feet thì giá nó là 3.000 nếu các bạn ký 3 năm. Bây giờ các bạn ký 5 năm thì chủ phố bớt được 10 cent, 2 đồng chín. Rồi ký các bạn ký 10 năm thì chủ phố bớt cho các bạn khoảng còn 2 đồng rưỡi. Bây giờ các bạn ký 50 năm thì cái giá nó không còn là 2 đồng rưỡi nữa, mà cái giá nó xuống dưới 1 đồng cho một square feet, thì các bạn ký 50 năm lận. Đúng không? Và nếu các bạn ký 99 năm thì nó cứ xuống còn có mấy chục sen thôi. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam thì á, trị giá đất 1 mét vuông là bao nhiêu triệu. Nhưng mà bây giờ họ ký tới 99 năm cho một cái khu vực hecta rộng lớn nữa thì cái giá thành nó drop xuống còn có nhiêu đây thôi. Rất là nhỏ, coi như là các công ty đó được hưởng lợi rồi, tại giá thành quá rẻ, họ ký 99 năm mà. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai họ nói ô giờ tôi đầu tư FDI thì các anh có ưu đãi thuế. Thì cái thuế giờ ưu đãi sao? 5 năm miễn thuế hay là 10 năm miễn thuế? Ok, 5 năm đầu tôi được miễn thuế. Năm thứ 6 các tôi đóng 5% thuế. Năm thứ 7, năm thứ 8 thì tôi đóng 8%, năm thứ 10 thì tôi đóng đủ 10%. Tức là họ có một dãy miễn thuế như vậy, rồi họ mỗi một năm nhích lên một chút xíu. Rồi tới một thời hạn nào đó thì họ có thể 10 năm. Thì họ được coi như là trong 10 năm đó là họ tha hồ mà họ khai thác, tại vì tiền thuế rẻ, rồi tiền mướn đất rẻ rồi, đúng chưa? Rồi bây giờ xây dựng lên một cái công ty để cái công xưởng để mà sản xuất đi. Thì bây giờ họ lấy lý do là vì công nhân Việt Nam không đủ trình độ, tay nghề không cao, trộm cắp quá nhiều và mất an toàn. Rồi lại có xung đột với lại một số người của công ty nữa. Cho nên thôi bây giờ cho phép chúng tôi mướn công nhân Trung Quốc nó an toàn hơn. Rồi cuối cùng là họ mướn công nhân của Trung Quốc qua. Người Việt Nam đâu được cái gì? Giá mướn đất thì rẻ như bèo, giảm thuế nữa. Rồi á, họ mướn luôn công nhân Trung Quốc qua. Đó là thực tế. Nếu như những công xưởng của Trung Quốc di dời qua Việt Nam thì nó là như vậy. Thì các bạn nói tôi nghe đi, người dân Việt Nam được hưởng điều gì đây? Không được hưởng điều gì hết. Không được hưởng điều gì hết. Thì cái này rõ ràng cho các bạn thấy là cái việc Trung Quốc mà qua Việt Nam mở công xưởng nó không có tốt cho Việt Nam. Nó không tốt cho người dân Việt Nam. Mà nó tốt cho những kẻ cai trị. Do đó, cái này tôi giải thích một lần nữa rõ ràng. Và cái điều thứ hai là trong cái bài của South China Morning Post cho thấy là phía Việt Nam đang muốn tái quân bình các mối quan hệ kinh tế lẫn an ninh. Điều này nói là điều gì? Thứ nhất, về kinh tế, tức là họ muốn dần dần thoát khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Mặc dù á, bây giờ cái nợ của họ với Trung Quốc mà họ muốn thoát khỏi cái nợ này á, thì ít nhất 30 năm tới 50 năm họ mới trả sạch được những món nợ này, chứ không phải là khơi năm vài năm sau là hết nợ đâu. Tại lãi chồng lãi, rồi tất cả những cái dự án lớn nhỏ đang xảy ra cũng là do ngân hàng Trung Quốc tài trợ nữa. Đó là cái mà kinh tế rõ ràng là họ khó thoát được. Về an ninh, an ninh xưa nay thì là họ giống như Trung Quốc, họ sử dụng tất cả để bảo vệ cho chế độ,
nói là an ninh quốc gia, nhưng mà thực ra định nghĩa một cách chính xác là an ninh chế độ, chứ không phải an ninh quốc gia. An ninh quốc gia là an ninh bảo vệ cho quốc thổ, bảo vệ cho công dân. Còn cái an ninh mà Cộng sản lấy cái tên là, lấy cái bình phong là an ninh quốc gia, nhưng thực ra nó chỉ là an ninh chế độ, là bảo vệ cho chế độ cai trị thôi. Cái an ninh của chế độ cai trị thôi, chứ không phải là an ninh của người dân, và cũng không phải là an ninh quốc gia. Tại sao tôi khẳng định như vậy? Tại vì an ninh của người dân thì các bạn thấy rõ ràng, nếu vì an ninh của người dân thì phải bảo vệ người dân chứ, và phải tôn trọng tất cả các quyền của người dân. Tại sao người dân xuống đường biểu tình là bị đàn áp? Tại sao người dân không được quyền tự do đi lại? Phải có hộ khẩu, phải này phải nọ. Tại vì họ muốn kiểm soát, và cái đó nó ảnh hưởng tới cái quyền lực cai trị. Đúng chưa? Do đó tôi nói là an ninh đó là an ninh cho chế độ, chứ không thể là an ninh quốc gia được. Ok. Rồi nói là an ninh lãnh thổ. Nếu nói an ninh lãnh thổ thì những chuyện xảy ra trên biển, những chuyện xảy ra ở khu vực biên giới, làm sao giải quyết đây? Và họ có bao giờ giải quyết chưa? Thứ nhất, họ mở cửa biên giới cho Trung Quốc vô nhiều hơn, gây ra cái nguy hiểm vô cùng to lớn cho cả một đất nước Việt Nam. Khi mà cửa biên giới mở ra, người dân Trung Quốc họ tràn qua như vậy đó, thì làm sao kiểm soát được đây? Bây giờ mới vài chục ngàn người tràn qua thôi, hay cao lắm 100.000 người ở khu vực cửa khẩu thôi. Nhưng mà mai này á, mà Trung Quốc mà họ có một cái chiến dịch kích động dân chúng của họ tràn qua Việt Nam đó, thì mấy triệu người, cả triệu người tràn qua đó, lúc đó làm sao đỡ? Đóng cửa biên giới à? Đóng nổi hay không? Đó là tôi nói biên giới nha. Rồi trên khu vực lãnh hải, an ninh quốc gia nằm trên khu vực lãnh hải, mà tàu ngư dân của Việt Nam bị tàu Trung Quốc ức hiếp, hà hiếp trên biển, họ có làm điều gì để bảo vệ cho lãnh hải và cho những ngư dân hay không? Do đó, các bạn mà nghe cái cụm từ là an ninh quốc gia, an ninh quốc phòng, thì các bạn làm ơn suy nghĩ lại, an ninh đó là an ninh bảo vệ chế độ, chứ không phải bảo vệ cho lãnh thổ và quốc dân. Nếu mà bảo vệ cho lãnh thổ và quốc dân thì chúng ta mới định nghĩa nó là an ninh quốc gia. Còn chỉ bảo vệ cho cái chế độ thôi, những kẻ cai trị thôi, thì họ dùng bất cứ mỹ từ gì, các bạn phải hiểu đó là bảo vệ quyền lực của kẻ cai trị, mà tôi gọi là an ninh chế độ, chứ không phải là an ninh quốc gia. Nó khác nhau xa lắm các bạn. Do đó, bây giờ họ muốn quân bình cái an ninh đó, quân bình bằng cách nào? Nga thì không bò xuống đây rồi. Nga chưa bò xuống Biển Đông. Bây giờ họ chỉ còn lại có Trung Quốc mà thôi. Mà bây giờ Trung Quốc thì họ kiểm soát, gần như là kiểm soát toàn bộ quân đội Cộng sản Việt Nam. Vũ khí mua của họ, huấn luyện cũng là họ. Thì bây giờ các bạn nói tôi nghe đi. Mua 1 tỷ tiền vũ khí của Nga là trên công khai, tức là mua 3 cái tàu tàu ngầm hay là những cái tàu chiến gì đó. Nhưng mà cuối cùng còn những cái ngân sách không công khai thì mua từ Trung Quốc. Vậy thì các bạn nói tôi nghe đi, làm sao họ có thể quân bình được? Trong khi trước đó thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis, trước khi đi dự cái hội nghị quốc phòng ở Singapore, tức là hội nghị Shangri-La, ông ta đã ghé qua Việt Nam và cho Việt Nam cái cơ hội cuối cùng là nên chọn cho kỹ. Nhưng mà cuối cùng thì Cộng sản Việt Nam đã không chọn đứng về phía đồng minh trong hồ sơ Biển Đông, mà họ chỉ xúi đồng minh, họ kêu gọi đồng minh can thiệp vào Biển Đông, nhưng bản thân họ đứng về phía Trung Quốc. Bản thân của những kẻ cai trị đất nước Việt Nam đứng về phía Trung Quốc. Thì sau đó khi mà tới dự cái hội nghị Shangri-La, thì coi như là ông James Mattis đã báo cáo đầy đủ cho Tổng thống Donald Trump về thái độ và lập trường của những kẻ cai trị ở Việt Nam. Và kể từ đó ông Trump bỏ mặc Việt Nam. Các bạn thấy rõ ràng ông Trump không ignore Việt Nam, ông không có muốn dính, ông muốn đánh, ông muốn tập trung hồ sơ với Trung Quốc trước. Tại vì ông biết rõ giải quyết được Trung Quốc thì Cộng sản Việt Nam sẽ quỳ lại đi kiếm Hoa Kỳ. Tại vì hết đường đi rồi. Để được sinh tồn, họ sẵn sàng, họ như con cắt kè đổi màu. Bây giờ họ đang đổi qua màu đỏ của Trung Quốc. Đúng chưa? Nhưng mà rồi cuối cùng, khi mà Trung Quốc bị lâm vào khủng hoảng kinh tế, bị trở ngại trong cuộc chiến mậu dịch với Hoa Kỳ, hay là có sự xung đột với Hoa Kỳ,
và có tiềm năng là Trung Quốc sẽ trở thành một cái biển lửa khổng lồ cho cái sự xáo trộn xã hội, thì Cộng sản Việt Nam lại giống như thập niên 90. Thập niên 90 họ kéo nhau qua bên Trung Quốc trong cái hội nghị Thành Đô. Thì bây giờ họ sẽ tiếp tục quỳ lại Hoa Kỳ để giữ quyền lực cai trị. Để giữ quyền lực cai trị và họ đổi màu tiếp. Các bạn, đó là cái cách mà Cộng sản Việt Nam, những kẻ cai trị các bạn. Cho nên nói là tái quân bình, gọi là kinh tế và an ninh khu vực, đó, an ninh các mối quan hệ, thì nó là cái câu nói lịch sử trên cái bài phân tích của tờ South China Morning Post. Nhưng nếu các bạn là người Việt, các bạn nhìn rõ cục diện và các bạn nhìn rõ thực tế đời sống tại Việt Nam, các bạn nhìn rõ cách hành xử của các quan chức Việt Nam, đặc biệt là những quan chức quân đội trong Bộ Quốc phòng, thì các bạn sẽ không có nhận định này giống như tờ South China Morning Post, tại vì cái người viết bài này đứng ngoài xa nhìn vào. Họ không từ trong nhìn ra. Họ không biết được cái mối quan hệ gọi là phức tạp giữa các quan chức Bộ Quốc phòng của Cộng sản Việt Nam với Trung Quốc như thế nào. Do đó, họ không thể phân tích một cách thấu đáo được. Và vì vậy, do đó, các bạn đọc trên tờ South China Morning Post để lấy thêm khái niệm, lấy thêm ý niệm để hiểu rõ vấn đề. Mặc dù tờ báo này đã nhắc lại một số sự kiện của người dân Việt Nam chống Trung Quốc, nhưng mà họ lướt rất là nhanh. Họ không nhắc nhở nhiều. Họ không muốn nhắc đến cái chuyện mà người dân Việt Nam đa phần là chống Trung Quốc. Chống triệt để. Trong khi những kẻ cai trị đó thì lại muốn đi với Trung Quốc. Tại vì chỉ có đi với Trung Quốc họ mới giữ được cái quyền lực cai trị. Đi với Hoa Kỳ hay Liên Hiệp Âu Châu là họ sẽ mất ngay. Lý do tại sao? Tại vì những cái nơi này họ đòi hỏi một thể chế minh bạch, một nền pháp trị. Không ai đứng trên luật pháp được hết. Còn những kẻ cai trị á, họ muốn người dân phải chịu, phải sống dưới luật pháp, nhưng bản thân những tên đảng viên thì ngồi xổm trên luật pháp, ngồi xổm trên hiến pháp. Thì cái điều đó là các quốc gia như Hoa Kỳ hay Liên Hiệp Âu Châu họ không chấp nhận. Anh đặt ra hiến pháp, anh phải làm việc dưới hiến pháp, anh phải làm việc dưới luật pháp, chứ anh không thể nào ngồi xổm trên luật pháp được. Cái này rất là rõ ràng, tôi không có xuyên tạc gì cả. Kẻ nào bị đảng viên mà phạm tội, nó phải chờ trục xuất khỏi đảng rồi nó mới cho xét xử. Nó ngồi xổm trên đảng, tức là ngày nào còn thẻ đảng viên thì không thể xét xử được. Phải chờ trục xuất khỏi đảng rồi thì mới được xét xử. Thì cái này là nó ngồi đảng, nó ngồi xổm trên luật pháp, ngồi xổm trên hiến pháp là như vậy đó các bạn. Và nếu nhà như vậy thì không thể làm việc và không thể đi chung với lại cộng đồng quốc tế được, đặc biệt là Liên Hiệp Âu Châu, Úc, New Zealand hay là Hoa Kỳ. Lý do những cái nơi này họ đòi hỏi sự minh bạch. Minh bạch có nghĩa là sao? Một cái guồng máy minh bạch. Mà muốn guồng máy minh bạch thì nó phải có một cái chế tài. Mà không có cái chế tài nào nó hay bằng là đảng đối lập. Tại vì nếu mà đảng cầm quyền có vấn đề gì, đảng đối lập tố cáo ngay. Mà cứ tố cáo qua lại như vậy á, thì cái chính phủ càng lúc nó càng minh bạch hơn. Và những kẻ làm trong chính phủ không dám làm bậy. Tại làm bậy đảng đối lập tố cáo ngay. Và như vậy thì cái cơ chế chính phủ nó mới trong sạch được. Còn bây giờ một đảng thao túng thì dứt khoát không thể nào minh bạch được. Dứt khoát không thể nào minh bạch được. Vì vậy mà Cộng sản Việt Nam mà để có đảng đối lập thì có nghĩa là đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có thể mất quyền lực. Tại vì đảng đối lập mà họ được lòng dân, họ làm đúng những cái gì mà cộng đồng quốc tế mong muốn, thì cái đảng Cộng sản sẽ không có cửa để người dân bầu đâu. Chính vì vậy họ không chọn đi với Hoa Kỳ hay Liên Hiệp Âu Châu để đất nước Việt Nam có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn, mà họ sẵn sàng đi với Trung Quốc, kệ mẹ dân tộc. Dân tộc chết kệ cha nó, quan trọng nhất tao nắm quyền lực và con vợ con tao vẫn kiếm được tiền. Và thế hệ con tao vẫn tiếp tục cai trị. Đó là đảng Cộng sản. Đó là mục đích họ đi với Trung Quốc. Do đó, các bạn, để có thể nói về cái điều này thì có thể là chúng ta còn một cái thời gian khá dài để nói về cái gọi là cái sự trục lợi và con tắc kè đảng Cộng sản Việt Nam muốn đổi màu trong cái giai đoạn mà gọi là cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng các bạn, liệu họ đổi màu được hay không? Dưới cái chính phủ mà do ông Donald Trump điều hành thì chưa chắc. Nếu phía đảng Dân Chủ cái nắm quyền thì con cắt kè đảng Cộng sản Việt Nam đổi màu ngay. Tại vì họ sẽ được sự nâng đỡ của đảng Dân Chủ tại Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu như phía ông Trump còn cầm quyền
Và nếu không may cho Cộng sản Việt Nam mà ông thắng thêm một nhiệm kỳ nữa thì con tắc kè này khó đổi màu lắm. Và nó chỉ chờ là người ta hút máu của nó và đưa nó lên nướng mà thôi. Ok các bạn, đó là câu chuyện liên can tới cuộc chiến mậu dịch và sự trục lợi của kẻ cầm quyền tại Việt Nam trong cuộc chiến này như thế nào. Và tôi hy vọng rằng các bạn nắm rõ vấn đề hơn, hiểu rõ vấn đề hơn. Và mai này, nếu như mà có dịp các bạn cứ việc đối chiếu, so sánh, phân tích để ngó lại cái lời nói tôi ngày hôm nay đúng hay sai, thì các bạn sẽ có thêm những cái thông tin, thậm chí là những cái thông tin đối lập lại với tôi để các bạn đối chiếu, so sánh và phân tích. Đó là mục đích của cái chương trình Hưu Sinh Nhật Ký, để các bạn có dịp nhận định rõ bằng bản thân của mình, bằng quyết định của chính mình cho những cái sự kiện đang xảy ra và những gì đang xảy ra tại Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và tối hôm nay chương trình Giải Mã sẽ trở lại cùng tất cả quý vị vào lúc 9:30. Cảm ơn tất cả mọi người và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.